rồi, con đi xem con cừu đi. Con cừu ở đâu? Nhìn đường con. Đấy, các bạn đi xem con cừu cùng bạn sữa nhé. Đấy, đây chuồng cừu đây này. Cừu đâu rồi con? Cừu đâu? Bạn cừu đâu nhỉ? Đúng rồi, có mấy con hả con? Có rất nhiều con cừu. Bạn dê đấy. Đây này, đây là bạn con dê này. Đúng rồi. Con cừu có màu gì hả con? Con cừu có màu trắng đấy kìa, đây này. Các bạn cừu đang nằm ở đây này. Đấy. Bạn cừu. Bạn cừu màu trắng đúng không? Còn bạn đấy, đây là chuồng bạn cừu đây này. Nhà của bạn cừu đúng rồi. Đấy, bạn cừu đứng dậy rồi. Con nhặt, con nhặt cỏ cho bạn dê ăn kìa. Đi ra đầu kia, ra đầu kia. Rộng này đi. Đúng rồi, đấy là con cừu. Bạn dê bạn ấy không ăn hả con? Bạn ấy không chịu ăn à? Ê, xuống dưới kia đi. Rồi bạn dê không chịu ăn rồi. Em ơi, Minh ơi. Bạn đi trốn hết rồi đúng không? Nào con đứng nào. Ra đây nào. Bạn đi chán xem con cừu rồi. Thôi chúng ta đi nhá. Bạn Hân đâu rồi? Hai cái chuyện bên này con ơi. Đấy, chuyện bên này cơ mà. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.